Em không đơn giản chỉ là một quả bom, mà em sẽ là còn hơn vậy nữa. Nếu mà để cho Kiều Diễm vào đội của TD thì TD nghĩ rằng là một vương quốc không thể nào có hai nữ hoàng được. Đây sẽ là cuộc chiến tiếp theo của mình với Lương Thùy Linh. Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt Tiki ngay. Chúng tôi xin mời thí sinh tiếp theo. Thí sinh cũng rất nặng ký trong chương trình, Kiều Diễm. Hi, xin chào mọi người, mình tên là Kiều Diễm và mình đến từ huyện Đắk Lắk. Hiện tại mình đang là một diễn viên, nhưng mà chắc chắn nha, bản thân mình sẽ bứt phá và bùng nổ trong chương trình The Next Face Việt Nam. Mình hên chọn thôi, nhưng mà hay lại liếc sang bên cạnh là Lương Thùy Linh chọn. Wow, hay nghĩ thôi rồi, đây sẽ là cuộc chiến tiếp theo của mình với Lương Thùy Linh. Xin chào Kiều Diễm. Em chào anh chị. Như vậy là trước khi có hiệu lệnh của chương trình thì chúng ta đã có hai sự lựa chọn. Thích mà. Và huấn luyện viên Thùy Dương thì sao ạ? Em chưa kịp định thần gì luôn ấy. Và hai bạn đã rất là nhanh. Và xin chúc mừng Kiều Diễm khi em đã có hai sự lựa chọn từ hai huấn luyện viên. Và anh nghĩ rằng anh cần phải nghe sự chia sẻ của em về sức mạnh của em sẽ đem lại cho các vị huấn luyện viên như thế nào. Dạ, em cảm ơn anh. Em không đơn giản chỉ là một quả bom, mà em sẽ là còn hơn vậy nữa. Em nghĩ là em cả là cả một cái hành tinh muốn bùng nổ chứ không phải là một quả bom. Và em tin chắc là em sẽ làm được. Sản phẩm này mong manh và dễ vỡ, xin vui lòng nhẹ nhàng và yêu thương. Kiều Diễm có một cái màu sắc gì đó rất là tương đồng với lại TD. Nếu mà để cho Kiều Diễm vào đội của TD thì TD nghĩ rằng là một vương quốc không thể nào có hai nữ hoàng được. Cái điều mà Linh cảm nhận được nhiều nhất ở Diễm đấy là quyết tâm. Có lẽ đấy là cái điều lớn nhất khiến cho Linh lựa chọn Diễm. Khi mà nhìn Diễm á, thì trong cái suy nghĩ của Hen á, và thật sự đối với Hen á, Hen đang cần một người như Diễm trong team của Hen. Anh lại đang lệch về Linh hơn một chút trong cái lựa chọn này. Linh sẽ đưa được cho em nhiều những cái nhìn nhận khác hơn ở thế hệ Gen Z. Nhưng Linh đã có hai người, đó là Thu Trúc và Hợp Vi Catala. Hen thấy là rõ ràng team của Lương Thùy Linh đã có bạn Trúc, đã có bạn Vi. Nó sẽ là những cái màu khá là tương đồng nhau. Và như vậy thì các bạn đấu với nhau khá là tội ở trong một cái team như vậy. Linh nghĩ là hai bạn trong team Linh thì đã có hai cái màu sắc rất là khác Diễm rồi. Tôi đây nghĩ rằng là Diễm bên ngoài có là một cô gái rất là thể hiện rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bên trong của em rất là tình cảm. Chị Hen đây là một người rất là tình cảm, rất là nhẹ nhàng. Hai người rất là hợp với nhau. Chúng ta sẽ đi đến phần quyết định của Kiều Diễm. Dạ, thực sự bản thân em nghĩ là mình sẽ về với lại đội của chị Hen ạ. Oh, yeah. Xin chúc mừng huấn luyện viên Hen nha. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Cảm ơn Diễm nhiều. Quán quân của The Next Face Việt Nam 2021 sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng có giá trị như sau: 100 triệu đồng tiền mặt và 3 năm sử dụng miễn phí gói Tiki Now. Giao hàng nhanh trong vòng 2 giờ đến từ Tiki. Một khóa học đến từ Học viện Đào tạo Người Mẫu Hàng Đầu Việt Nam, BU Academy. Một khóa học xây dựng và định hình phong cách cá nhân đến từ Image Code. Hãy đón xem The Next Face Việt Nam để trở thành những khán giả đầu tiên được trải nghiệm Messenger Box trên Facebook và nhận được hàng ngàn voucher giá trị đến từ Tiki. Đừng quên comment ngay bộ hashtag của chương trình để nhận được coupon 30.000 đồng đến từ Tiki trong thời gian livestream các tập phát sóng. Các khán giả tham gia dự đoán quán quân The Next Face Việt Nam 2021 sẽ có cơ hội nhận được những coupon giá trị đến từ công ty cổ phần Tiki, bao gồm hàng ngàn coupon 100.000 đồng cho đơn hàng bất kỳ trên Tiki, không giới hạn giá trị đơn hàng, ngành hàng. Đặc biệt, một khán giả may mắn có dự đoán chính xác sẽ nhận được coupon trị giá 10 triệu đồng. Chọn một trong ba cách sau để tham gia dự đoán. Cách 1, bình luận chữ bình chọn trên các bài viết của Facebook Fanpage The Next Face Việt Nam. Cách 2, vào cửa sổ tin nhắn và nhấn bình chọn. Cách 3, quét mã QR code để đến mục dự đoán. Cổng dự đoán hàng tuần
sẽ được mở vào cuối livestream mỗi tập đến 18 giờ chủ nhật tuần kế tiếp.